Dự kiến trong tuần tới, ông Philippe Jouzier sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 6. Dù còn 5 tháng nữa mới đến vòng loại thứ hai World Cup 2026, giải đấu đầu tiên mà ông thầy người Pháp đồng hành cùng đội tuyển quốc gia, nhưng quá trình định hình bộ khung và hình thành lối chơi mới mẻ sẽ được khởi động ngay từ thời điểm này. Sau 3 tháng đến theo dõi các trận đấu tại V-League 2023 và nghiên cứu số liệu, ông Jouzier nhiều khả năng sẽ thay đổi đáng kể nhân lực đội tuyển Việt Nam. Phù Thủy Trắng đã nêu hai quan điểm đáng chú ý, chỉ 60% các cầu thủ cũ được triệu tập trở lại, đồng thời đánh giá học trò dựa trên phong độ ở thời điểm triệu tập. Xét trên hai tiêu chí này, những ngôi sao như Công Phượng, Quang Hải có thể không còn nằm trong vòng lựa chọn. Quang Hải có tới 20 trận không được đăng ký thi đấu. Tương tự, Công Phượng mới được thi đấu 2 phút cho Yokohama FC.